Vâng, xin chào các bác. Cực sốc bộ sản phẩm Hoàng Gia mặt tràn 6 phân, chân 16, hàng đoản tận 2m8, cao là tận là 1m6, hàng siêu VIP mặt màn liền, dày 6 phân mặt tràn, rộng 85, dài là 1m67 phân, hàng siêu đẳng cấp cơ sở nhà em đang bán với cái giá cực kỳ ưu đãi là 95 triệu. Và hiện tại thì trên thị trường người ta bán bộ sản phẩm này nó rơi vào tận là 108 triệu cho đến 115 triệu. Và trong video ngày hôm nay, cơ sở nhà em bán cho các bác một cái ưu đãi đặc biệt, chỉ có 88 triệu bộ Hoàng Gia gỗ hương đá, chỉ có một bộ duy nhất này em ưu đãi cho các bác nào nhanh tay nhất là 88 triệu một bộ Hoàng Gia mặt tràn 6 phân, tê đặc nguyên khối, vách dày 4 phân, đục hai mặt như nho, trương liền 10, tê đặc là 30 phân nhân 16 phân, chân 16, yếm 16, hàng siêu dày, yếm dày 4, mặt tràn, dày 6, liền khối toàn bộ, bộ 6 món, một đoạn, một bàn to, một bàn kẹp và hai ghế to và một đôn ngồi. Cái đoạn siêu to khổng lồ các bác nhá, sâu là 83 phân phủ bì, cao là 160 và dài là 2m8 phủ bì các bác nhá. Trương liền khối này các bác nhìn này, đục tinh bong sắc nét cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Trương này cơ sở nhà em làm dày là đủ 10 phân và hàng đục tinh bong sắc nét có những chỗ sâu đến tận 7 phân. Hàng đục cực đẹp cả trước cả sau, đẹp như nho. Và các bông hoa hồng, các vương miện, các đường nét cơ sở nhà em hòa làm sửa cực kỳ kỹ càng, mịn màng. Sơn BU bóng mờ, cực đẳng cấp. Vách đỡ lưng dày tận 4 phân trọn vân. Hai vách đối nho các bạn nhìn này, vân rất là đẹp. Và cái khung vách này dày 7 phân và cái dạ dưới cũng dày 7 phân luôn. Và đặc biệt cái bộ sản phẩm này các bạn nhìn, cái tay đặc nguyên khối này, cái tay đặc này cơ sở nhà em pha tận là 16 phân nhân 30, tay 30 nhân 16, đặc nguyên khối một tấm nha các bạn nhá. Đục hoa lá tây. Và đặc biệt đây các bạn nhìn cái mặt tràn này cơ sở nhà em làm là dày là 6 phân các bạn nhá. Cái mặt tràn này là nguyên một tấm luôn, dày 6 phân này các bạn nhìn cực kỳ đẳng cấp. Cổ chỉ này 1, 2, 3 tầng cổ chỉ yếm dày 16 phân, dày tận là 4 phân các bạn nhá. Chân 16, cả chân trước cả chân sau, dày 16 phân, hàng cực kỳ đẳng cấp. Đây các bạn nhìn cả mặt sau của loại này cực kỳ đẹp. Mặt sau cơ sở nhà em chọn vân hoàn thiện kỹ như mặt trước luôn các bạn nhá. Trước mắt các bác đây là cái bàn siêu to khổng lồ các bác nhá, cái bàn mặt tràn 6 phân nguyên khối mà cơ sở nhà em làm là rộng tận 85 các bạn. Rộng tận 85 các bác không nhầm đâu nhá, 85 cái bàn này và dài tận 1m67 và phủ bì cái bàn nó rơi vào tận là 95 nhân là 1m8 các bác nhá, là phủ bì. Đây còn cái mặt này cơ sở nhà em đục hoa lá tây này, hàng bân veo rất là đẹp và để nguyên một tấm gỗ này. Cái riêng cái mặt màn này là cái giá trị nhất của bộ sản phẩm này là tràn 6 phân và rộng 85 các bác nhá. Và tiếp theo đây các bác nhá là cái đôn kẹp. Cái đôn kẹp này cơ sở nhà em làm dày 6 này, rộng 50 và dài là 85, là làm cực kỳ đẹp và là nguyên khối luôn các bác nhá. Và kể cả đôn này có một ngăn kéo này, sơn cả ngăn kéo luôn và bàn có hai ngăn kéo để đối diện nhau. Yếm là yếm 16 dày 4, chân là chân 16 bén cong, hàng cực kỳ đẳng cấp các bác nhá. Tiếp theo là hai cái ghế đơn siêu to các bác nhá, cao tận 1m48, rộng là 115 và sâu là 83 phân. Trương liền dày 10 toàn bộ các bác nhá. Vách tựa lưng dày 4, hàng trọn vân siêu vân này các bác nhìn này. Đây vách và sơn BU mờ sờ lì tít luôn các bác nhá, cực kỳ luột đẹp này, cực kỳ đẳng cấp này. Đây đặc nguyên khối này, mặt tràn của nó dày tận 6 phân, hàng trọn vân các bác nhìn vân này. Đây vân veo cực kỳ đẹp luôn, mặt tràn dày 6 này, vén cong này, kiếm dày 4, chân 16, đục sửa tay rất là kỹ đây các bác nhìn này. Hàng cơ sở nhà em làm mẫu đỉnh nhất năm 2024. Đây là mẫu mới nhất các bác nhá. Và hai ghế đơn. Đây các bác chọn vân rất là đẹp, mặt tràn dày 6 các bác nhìn rất đỉnh. Những bộ sản phẩm mặt tràn này các bác nhìn vân nó cực kỳ đẹp luôn, nó cực kỳ cuốn. Tại vì nó to, nó rộng, nó liền nho nên vân nó rất là đẹp, nó liền lạc với nhau. Tê đặc là 30 nhân 16. Hàng cực kỳ đẳng cấp, khác biệt hoàn toàn so sản phẩm khác trên thị trường các bác nhá. Đây cuối cùng cái đôn ngồi này em cũng làm mặt tràn tận 6 phân luôn các bác nhá. Tận 6 phân luôn. Và đôn này là rộng là kích thước là 55 nhân 55 và mặt tràn đôn cũng là 6 phân luôn các bác nhá, vén cong tứ diện. Đây tổng thể bộ sản phẩm này các bác đi mua trên thị trường nó sẽ rơi vào khoảng từ 108 cho đến 115 triệu. Và em xin nhắc lại trong video ngày hôm nay, em chỉ dành cho một bác nào có duyên và xem được cái video này, em sẽ ưu đãi cho các bác giá là 95 triệu và giảm chỉ còn 88 triệu, chỉ duy nhất trong cái video ngày hôm nay thôi. Một bộ sản phẩm siêu VIP và đẳng cấp như này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện cho em qua số điện thoại là 08230 trên màn hình
Còn cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.